562 Điều Ba Chi Ti Gia đến vị ni lõa thể tắm đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã lõa thể tắm. Có một điều quy định, trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội giống điều long cừu có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Batimoka? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn Batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Vì không tự kiềm chế là sự phạm tội điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti đến vị ni lõa thể tắm vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều ba chi ti gia đến dị ni lõa thể tắm vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong các vị ni là bậc a la hán có sự học tập đã thực hành xong Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do ai truyền đạt lại? được truyền đạt lại theo sự ký tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka cũng vậy Sonaka và ngài Shigava Munga Liputa là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ diệu pháp, rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tisadatta là bậc có trí tuệ Kala Sumana vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dika và bậc có trí tuệ Dika Sumana, thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tissa là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, Ngài dama Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ ngài upatisha là vị có thông minh ngài Deva là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên buffa là vị được nghe nhiều ngài mahasiva là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng thêm nữa upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật ngài mahanaga là vị đại trí tuệ vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp thêm nữa apaja là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng và trưởng lão tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật vị đệ tử của người có tên là bhusha đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu. và kula bhaja là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên tam ba pani điều ba chi ti đến vị ni bảo thực hiện giải choàng tắm vượt quá kích thước đã được quy định tại đâu đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm lục sư. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm lục sư đã mặc những giải choàng tắm không đúng kích thước. Có một điều quy định. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn, batimoka. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka. Sự quy định gọi là giới bổn, batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka. Điều gì là sự phạm tội việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. điều gì là sự thành tựu? việc tự kiềm chế là sự thành tựu. điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. đức thế tôn quy định điều ba chi đến vị ni bảo thực hiện giải tròn tắm vượt quá kích thước vì bao nhiêu lợi ích đức thế tôn quy định điều ba chi ti gia đến vị ni bảo thực hiện giải tròn tắm vượt quá kích thước vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong. Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì. Là lời dạy của ai? là lời dạy của Đức Thí Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự ký tục của các vị trưởng lão. Các ngài U Li và ngài Dasaka cũng vậy, Sonaka và ngài Shigava Munga Liputa là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng từ đó, Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy Năm bộ Nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta là bậc có trí tuệ Kala Sumana vị có lòng tự tin trưởng lão tên Dipga và bậc có trí tuệ Dipga Sumana thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Budhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana. Ngài Dhammapali, Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ là vị thông tam tạng sáng ngời ở trên đảo như chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ ngài upatissa là vị có thông minh ngài bushadeva là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên Bufa, là vị được nghe nhiều ngài mahasiva là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ. Vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng và trưởng lão Titsha là vị có thông minh và ranh rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Bursa, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và Kula Baya là vị có thông minh và ranh rẽ về luật và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, vị có sự ranh rẽ truyền thống của chánh pháp và Kula Deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Tambapani. Pani. 564. điều ba chi ti gia đến vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác khâu lại đã được quy định tại đâu đã được quy định tại thành savathi liên quan đến ai liên quan đến tỳ khưu ni thulan nanda về sự việc gì trong sự việc ấy tỳ khưu ni thu lan nanda sau khi bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi đã không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác khâu lại có một điều quy định trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội giống điều buông bỏ trách nhiệm là sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn ba mô kha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn ba mô kha? Sự quy định gọi là giới bổn ba Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn ba mô kha điều gì là sự phạm tội. Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều ba chi ti gia đến vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác khâu lại vì bao nhiêu lợi ích đức thế tôn quy định điều ba chi ti gia đến vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác khâu lại vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ý? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-La-Hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ý? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì? Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka cũng vậy Sonaka và ngài Shigava Munga Liputa là vị đứng thứ năm các vị ấy truyền lại ở Rambu Quy Hoàng từ đó Mahinda và ngài Itiya trưởng lão Utiya và ngài Sambala bậc trí tên Pada các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ Diệu Pháp, rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tisadatta là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích giống như con voi vậy được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana, ngài Dhamma Pali, vị đệ tử của người có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ, ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Bushadeva là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên buffa là vị được nghe nhiều ngài maha là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng thêm nữa upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật ngài mahanaga là vị đại trí tuệ vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tít là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Paya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên tampa pani